Thưa quý anh chị em, hôm nay cuối tuần chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu chút xíu về âm nhạc miền Nam. Mời quý vị bước vào câu chuyện của bạn Hùng Bi có tựa đề Người yêu của lính. Cuộc chiến Việt Nam vừa qua là một quyển trường thiên tiểu thuyết đầy bi tráng. Nhưng mà cái chương được nói tới nhiều nhất á, là chương Những Người Lính. Có một chương cũng dài không có kém, nói về những người yêu của lính nữa. Chúng tôi viết lại đây không phải là một câu chuyện tình đầy sóng gió, mà chỉ là một chuyện tình có một chút trung chuyên giữa thời buổi chiến tranh loạn lạc. Lệnh tỉnh Ung Viên ban ra gom vào sau hàng rào kẽm gai tất cả những thanh niên 18 đôi mươi, và đại đa số đều có chưa vợ chưa con gì cả, chỉ mang trong ba lô những tấm hình của các cô thiếu nữ xinh xinh tuổi độ trăng tròn và những lá thư tình đẫm một mùi hương thương nhớ những người lính đang dạo chơi trong chiến tranh, để lại nơi quê nhà sự mong đợi và lo âu cho sinh mạng những người đã đi vào nơi gió cát chẳng mong ngày về. Năm 16 tuổi, toàn học lớp đệ tam. Đó gọi là năm học tà tà dưỡng sức để mà năm sau thức trắng đờ con mắt dùi mài kinh sử đi thi tú tài. Chị Thúy trưởng lớp bèn hô hào vận động các bạn trong lớp có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, không có thì khỏi góp để đi ủy lạo chiến sĩ đang nằm ở trong quân y viện. Đó chỉ là việc tự phát riêng của lớp chứ không có theo phong trào nào hết. Lớp chỉ có 30 mấy bạn cho nên quà tặng chẳng có nhiều. Chị Thúy xin phép chỉ thăm 2 cái trại thương binh sắp xuất viện mà thôi. Và như bạn biết đấy, nữ sinh tỉnh lẻ đứng trước mặt các cái chàng lớp trên còn rụt rè bẽn lẽn, huống hồ là đứng trước mặt các chàng trai đã nhóm bụi xa trường. Các nàng cứ níu áo nhau dính chùm, chứ đâu có dám một mình hỏi thăm sức khỏe các thương binh. Đến trước giường bệnh của một ông quan chủng ý sư đoàn 23 bộ binh bị thương ở chân ở mặt trận Quảng Đức, cái mặt còn non choẹt, chỉ hơn cái đám học trò có vài tuổi. Không khí bỗng đặt lại, trơ ra để phá vỡ cái bầu không khí kỳ cục ấy. Toàn bèn xung phong lên hát tặng các anh bài hát Người Yêu của Lính. Chỉ là hát chay thôi, chẳng có đàn sáo gì đệm theo. Nếu em không là người yêu của lính, em sẽ nhớ ai chủ nhật trời sinh? Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay súng? Vừa dứt bài hát, các chàng lính chiến khoái quá vỗ tay đôm đốt, còn các nàng thì thẹn thùng đỏ mặt, làm như lời bài hát những điều muốn nói của các nàng không bằng. Lúc ấy chiến tranh chưa có đến mức cao trào, mà Toàn cũng không có hề có ý niệm rồi chỉ may đây thôi mình sẽ mặc áo lính. Chiến tranh thì còn ở xa tít một góc rừng nào đó, và theo luật của sĩ quan trừ bị, lúc đó thì 23 tuổi mới phải đi lính trong vòng 2 năm rồi được giải ngũ trả về đời sống dân sự. Năm 18 tuổi, sau cái Tết Mậu Thân 1968, thì Toàn đã phong phanh biết về con đường mình sắp phải bước tới. Trong trường thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mà mịt thức mây, chín tầng gươm báu trao tay, nửa đêm truyền hình đợi ngài xuất chinh. Ai cũng nghe và biết mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm đó. Đợi ngài xuất chinh đến 20 tuổi, Toàn bị xua vào lính, đang mặc chiếc áo học trò, bị bắt buộc phải thay chiếc áo khác, không có qua một cái bước chuyển tiếp nào mà ai lại không ngỡ ngàng chứ. Không rõ nguyên nhân nào xúi dục, trước khi lên đường, Toàn mua một xấp vải, áo dài trắng, gửi cho nàng kèm theo bài thơ
áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa chép bằng mực tím ở trên vỏ của bao thuốc lá Bon Mon mà Toàn cứ hút. Em ở đâu? Hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Quả tình lúc gửi bài thơ đi, Toàn không có ước lượng được cái mức độ tai hại của mấy chữ bài thơ tình. Vì sao hả? Có hối cũng không còn kịp nữa rồi Toàn ơi. Toàn chỉ mang theo trong trái tim mình một cái tình cảm trai gái phương phớt như mây hồng với cô bạn học cùng lớp chứ chưa hẳn là tình. Cho nên suốt 9 tháng quân trường, Toàn không có cái trò ba lô làm bàn, cho nên nét chữ không có ngay. Đã xác định trong đầu chiến tranh đâu phải là trò đùa đâu, nó cướp đi sinh mạng người lính một cách tùy tiện, cho nên Toàn không có muốn vướng víu tình cảm với các cô gái con nhà lành như mấy câu thơ tìm chi những mảnh tình khuê cát, phận đời chính khách nhẹ như mây. Là chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng có những buổi chiều nằm đông đưa trên võng ở vị trí đóng quân, lặng ngắm sắc mây tím hoàng hôn đang chuyển dần vào đêm, nhìn những con chim đang gọi nhau về tổ, trong lòng Toàn vẫn ao ước có một hình bóng một người con gái nào đó để được nói và được nghe những lời thương yêu mật ngọt của tình yêu. Đâu phải đi lính ai cũng chết hết đâu. Thật ra Toàn đâu đến nỗi ngu ngơ khờ khạo mà không nhận được những tín hiệu của thằng Kippy toàn buông tay cho mũi tên tình ái bay đi, nhưng vẫn cứ e dè không có tỏ lộ mà thôi. Kỳ phép đầu tiên sau thời gian rất dài không có liên lạc với nhau, Toàn và thằng bạn bị lôi hổ về phép chung cùng xuất hiện trước mặt mạ nàng, làm cho bà tá hỏa. Qua cách trao đổi và thái độ của cả hai bên, bà đoán con gái mình đã vướng phải bùa mê rồi. Tuy không nói trước mặt, nhưng bà đã la con gái, bộ hết người sao mà lại có tình cảm với cái thằng đi lính thú dữ dễ chết ấy. Rồi bà rắp tâm cho con gái bà tiếp xúc làm quen với một anh chàng thiếu úy quân tiếp vụ người cùng làng. Toàn hiểu, để lấy lòng ba mẹ thì mỗi lần ghé nhà thế nào cũng có một ít quà ở trong thực phẩm quân tiếp vụ, khiến cho mẹ hài lòng. Nếu đặt lên bàn cân thì hẳn là cán cân sẽ nghiêng về phía anh lính thọ rồi. Nhưng con tim có những lý lẽ riêng của nó, cho nên nàng mới mét lại với Toàn. Không lẽ chịu xua sao sanh? Tính cách chiến đấu thần tốc và táo bạo của binh chủng của Toàn được đem ra áp dụng trong trường hợp này và thành công rất là mỹ mãn. Toàn đã được bóc tem như được đôi môi như nguyện dưới những cái bóng giả quỳ. Không có nhớ đó là khoảng thời gian nào trong năm, nhưng những vạt giả quỳ đã nở rộ phô hết cái nhan sắc màu vàng đậm làm sáng cả những khoảng đường. Ai lớn lên mà không từng hẹn hò, không từng yêu đương? Quả vậy, yêu đương cũng chỉ có chút chút thôi, nhưng chuyện hẹn hò thì Toàn và Như Nguyện hình như không có mấy. Đời lính mà, nay đây mai đó, đâu có biết gì mà hò với hẹn. Mỗi lần có dịp gặp về thì Toàn xuất hiện trước mặt bất ngờ như từ trên trời rớt xuống, không hề có một cái báo trước nào cả. Sợi dây tình cảm càng ngày càng được gắn bó và vun bồi qua những lá thư. Thật ra Toàn cũng khá lười viết thư. Có khi nhận được thư nàng rồi vứt vào một cái tủ cá nhân, và cả tuần lễ sau chưa có trả lời làm cho nàng sốt cả ruột. Chàng tự độ vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát nơi nào. Xưa nay chiến địa giường bao, nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây. Lại một đoạn thơ của Chinh Phụ Ngâm nữa đó quý vị. Từ đó Như Nguyện đề ra một quy định, hễ chuyển quân tới một địa điểm nào á là phải viết thư báo cho chàng, cho nàng biết. Sò Đo, Phú Định, An Lộc, Kon Tum, Ple Me, Quảng Trị, vân vân và vân vân, để mà nàng theo dõi tin tức chiến sự hàng ngày và tiên đoán tình hình. Nghe thì khôi hài như vậy nhưng phải tuân theo thôi. Thiệt ra Toàn cũng không có thời gian nhiều rảnh rỗi đâu, nhất là từ đầu năm 1972, cho nên thường thường ăn gian lấp liếm cho qua.
Hơn nữa mỗi khi đọc một cái tên địa danh và lão quắc chỉ có trên bản đồ quân sự lại phải mất công giải thích tường tận cho nàng. Đầu mùa hè đổ lửa, ở trong cái nóng sầm sập của thời tiết lẫn cái nóng chết chóc của lửa đạn chiến tranh, một đêm nằm dài trên những bao cát làm lô cốt giả chiến, nhìn bầu trời sao đang đung đưa trong đêm, bỗng dưng chàng làm thơ. Những câu thơ đầu tiên như nét nguệt ngoạc những chữ cái của một cậu học trò lớp 5 tiểu học. Bây giờ sao không là mùa đông để anh nhớ em đượm giấc nồng, hay chút gió heo may dịu dịu mát lòng đến chiến buổi sang sông. Bây giờ mới thấy quyết định của mạ nàng là hợp lý. Hậu cứ của Toàn ở Sài Gòn, còn như nguyện thì ở Tuốt trên Buôn Mê Thuột. Giả sử muốn gặp nhau thì chỉ biết chờ những ngày phép hiếm hoi thôi, mà Toàn còn gia đình bà nội và ba phải về thăm nữa chứ. Một lần ở Đà Nẵng chờ 3 ngày mà không có máy bay về Sài Gòn, Toàn đã quyết định dù mấy ngày về An Giang để về Buôn Mê Thuột gặp nàng. Nhân có chuyến xe 130 của Mỹ về Pleiku, Toàn nhảy lên với dự định xuống Pleiku và sẽ nhờ thằng bạn học Nguyễn Đình Minh pilot trực thăng chở cho đi nhờ về Buôn Mê Thuột. Ai ngờ vừa đặt chân xuống phi trường Cù Hanh thì bị VC pháo kích từ 10 giờ 30 sáng cho đến 5 giờ chiều. Thế là mạnh ai lo giữ cái thân. Tối đó, Toàn quyết định mua vé xe đò về Buôn Mê Thuột mà không có cần biết đường đi có an ninh hay không. Sắp tới, Thuần Mẫn và mấy bà bạn hàng cảnh báo trong rừng hay ra chặn xe ở đoạn này. Thật tâm trong thâm tâm Toàn không có biết sợ là gì vì đã quen với những nơi hiểm nguy rồi. Mãnh lực của tình yêu đã che lấp tất cả nỗi nguy nan. Đúng như lời mấy bà bạn báo trước, một cái nắng cối AK-450 với đôi dép xuất hiện sau một bụi rậm ở ven đường, ra dấu ngừng xe. Hắn bắt đầu đi kiểm soát giấy tờ từng người. Cái khẩu côn 54 Toàn để trong túi trước mặt. Ở trong đầu Toàn tính toán rất nhanh trước tình huống không có mong đợi này. Nếu đổi mạng thì cũng què vốn, nhưng những người khác trên xe đò sẽ bị hất tung lên bởi những phát đạn B-40 và AK đã hờn sẵn. Rồi lộ trình này chắc chắn sẽ bị cắt đứt. Mà bây giờ đang có súng trong tay lại dẫn một mình vào rừng thì lại không có đành. May thay có một chiếc Peugeot 404 màu trắng tới sau lưng, và những nhân vật đi trên cái đám đó chắc hẳn phải là quan trọng hơn những hành khách trên chiếc xe đò này. Thế là hắn khoác tay cho chiếc xe đò được tiếp tục hành trình. Đến quận Buôn Hồ, một viên trung tá cảnh sát với hai chiếc xe Jeep chặn đường hỏi thăm về chiếc xe Peugeot kia thì Toàn biết mình đã đoán đúng tình hình. Được trông chơi 4 ngày với người yêu như nguyện cũng đủ để đền bù cho sự táo tợn của Toàn. Khi về tới hậu cứ, Toàn lãnh cái án phạt vì tội vắng mặt bất hợp pháp ở đơn vị 4 ngày. Nhưng có hề gì đâu. Rồi chỉ biết tin tức về nhau qua những thư đi tin lại cho đến ngày gãy súng. Mấy năm tù tội, cộng gộp với thời gian, quản chế rắc rối giấy tờ đi đường đã làm cho hai người lạc mất đời nhau. Ngồi ngẫm lại chiến tranh đã lấy đi quãng đời tuổi trẻ của Toàn thì đã đành theo vận nước nổi trôi. Nhưng giá như Toàn đừng có gây án thì như nguyện cũng đâu có đánh mất tuổi xuân của mình để phải sống trong chờ đợi, trong lo âu, không một lời ước hẹn. 20 năm sau, có một buổi sáng sương mai còn giăng lạnh, Toàn đứng sau lưng Như Nguyện, vòng tay ra phía trước ôm nàng vào giữa đất trời Buôn Mê Thuột như một sáng thu xưa, hát thì thầm cho nàng nghe mấy câu. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt, mùa thu nào đưa người về thăm bên xưa. Rốt cuộc thì chỉ còn câu hát, và mỗi người có một phận đời riêng. Thưa quý anh chị em, vừa rồi đó chính là câu chuyện người yêu của lính nói về Toàn và Như Nguyện. Những câu chuyện cuối tuần chúng tôi gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện vừa rồi.